Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 17 tháng 1, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục đó mưa rào và dày rác có rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và Thanh Hóa Nghệ An duy trì hình thái sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác. Đến trưa, chiều, trời nhiều mây, giữa nhiệt độ toàn khu vực tăng cao nhất khoảng 25 độ, trời xe xe lạnh. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay cũng nhiều mây, âm u mưa nhỏ và sương mù nhẹ dài rác vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 25 độ, nhưng từ mai 18 tháng 1, nắng sẽ xuất hiện và nền nhiệt tăng mạnh, cao nhất đến 28 độ trong ngày 19 tháng 1. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào Phan Thiết, hoàn toàn nắng giáo, Tây Nguyên cũng chủ đạo nắng, riêng thời tiết Nam Bộ là nơi nắng nhiều và nhiệt cao nhất cả nước. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17 tháng 1 năm 2024, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 14 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ phía đông bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.